Dạo gần đây Yummy rất là chăm ra quần sọc để phục vụ cho mấy bạn khi mà mùa hè nắng nóng luôn á. Em quần sọc phối dạng V20 với hai phối màu dễ dàng lựa chọn và mismatch cùng nhiều màu áo khác nhau. Form áo và mẫu áo nào khi mix cùng quần sọc nó cũng mang lại một chút nét năng động cho outfit nha. Chất liệu là mini jewelry với thành phần là cotton thân thiện, thấm hút, thoát ẩm, mềm mại, ít nhăn. Bandeau co giãn tối ưu kèm theo nữa là họa tiết in dẻo đơn giản tinh tế nè. Mọi người nhớ ghé Yummy để trải nghiệm mua sắm và nhớ mang em này về nhà nha.